Start recording lại nè. Rồi. Thì sẽ mở cái command line. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tạo một cái .NET project. Thì đây, đây là cái database mà mình sẽ tạo. Thì sau này á, thì muốn là mình cũng sẽ tạo một cái table, những cái table giống vậy. Thì mình sẽ định nghĩa key nè, định nghĩa foreign key, định nghĩa những cái column nào là unique, rồi định nghĩa những cái column nào mà bắt buộc hay là không bắt buộc, nullable nghĩa là không bắt buộc, định nghĩa column nào mà mình sẽ index ha. Thì bây giờ là ví dụ như cái table này, thì Tuyền sẽ định nghĩa cái type của nó. Thì cái type của nó qua chưa thì... qua chưa mọi người có thấy không? Rồi, chừng quay rồi. Okay, thấy tình hình rồi đúng không? Thấy mà kiểu hơi bị lag cái gì vậy? Em bị OCD á. OCD cũng thằng đi này. Kệ đi. Cái gì? Kệ. Chướng, bị chướng em bởi khó tính nữa lắm, không có bộ đó. Quá. À, như vậy là có rồi. Ok, là quên. Rồi, tiếp tục nha mọi người. Thì sẽ định nghĩa là cái type của những cái column này, cũng như là cái foreign key. Ở đây là ví dụ như cái foreign key là identifier của cái user. Rồi thường á, thì primary key mình sẽ index cái primary key. Index thì index á, là nó sẽ giúp cho mình query where nè, hay là gone á, nó nhanh hơn. Nhưng mà cái này thì mình sẽ có thể thay đổi được trong cái database context của mình. Khi mà mình viết query á, thì mình sẽ thấy chỗ nào mà nó có where hay join á, thì mình có thể mình sẽ add index. Add index á, thì mình phải lường trước cái việc á, là cái việc mà update hay create á, của cái column đó, của cái object mà chứa column đó, nó sẽ chậm hơn. Nhưng mà nó sẽ giúp cho cái quá trình mà mình tìm á, mình search á, sử dụng where với join á, nó sẽ nhanh hơn ha. Thì cái index này ban đầu á, thì mình sẽ bỏ index vào những cái primary key. Còn mà những cái column khác á, thì khi nào mà mình viết query á, mà mình muốn bỏ index vào thì mình bỏ sau, thì đó là index. Cái này là primary key identifier nè. Ví dụ như expenses, một cái expenses table. Cái expenses table này á, thì nó sẽ có một cái gọi là một cái primary key bao gồm nhiều column, thì nó gọi là composite. Thì mọi người thấy là cái key này nó sẽ nằm ở user identifier, category, month và year. Thì nó sẽ tạo nên một cái composite primary key. Một cái composite primary key. Và mình cũng sẽ index cái primary key này luôn. Rồi. Rồi cái này là cho foreign key nè. Ví dụ như là cái user identifier này nó đang reference cái user này. Nói chung là cái table thì sẽ định nghĩa nó. Và sau khi định nghĩa nó thì Tuyền sẽ set up nó trên Microsoft SQL Server. Thì đây là những cái bước mà mình sẽ set up cái project và cái database. Thì đầu tiên thì mình sẽ create cái project trên .NET. Thì cái command cũng giống như là ở trong Angular, thì mình sẽ có một cái command để tạo project. Ví dụ là mình sẽ tạo là create.NET project .NET new rồi web API. Thì tại vì là .NET thì nó support nhiều loại project, cái của mình sẽ là web API và cho nó một cái tên, ví dụ như là project to learn đặt nó cái tên là, ví dụ như là cái app này tên là financial management app
Rồi. Thì nó sẽ tạo một cái app. Thì mình sẽ đi vào trong đây. Và rồi, mình mở nó lên trong VS Code. VS Code, ok. Rồi, thì đây mọi người sẽ thấy là một cái project như thế này. Nó sẽ tạo sẵn cho mình, cũng như là khi mà mình làm việc với React hay Angular, thì mình có một cái project này. Thì cái bước tiếp theo là mình sẽ install hai cái package. Hai cái package này là giúp mình, thì mọi người có thể đọc thêm về cái cụm Entity Framework Core ha, thì nó sẽ giúp mình làm việc với database, với table, color, với table như vậy. Thì mình sẽ install hai cái này. Thì để install hai cái này á, thì hồi bữa là Tiên có nhờ mọi người install cái NuGet Package Manager đúng không? Thì khi mọi người đi vào comment vào view nè, rồi vào comment palette, mọi người sẽ thấy cái này NuGet Package Manager, bấm vô đây. Bấm vô đây từ từ nha, để nó load cái NuGet Package đó, thì nó sẽ kêu mình là enter một cái package name và hoặc là search cái term. À, thì bây giờ Tiên sẽ copy cái package này. View nè, comment palette, NuGet package manager, rồi copy. Rồi mình sẽ chọn cái này và mình sẽ chọn cái version mới nhất mà không phải là preview. Rồi nó sẽ hiện lên là please execute the restore command to continue, thì mình sẽ restore. Thì mọi người sẽ thấy là khi mà mọi người đi vào trong cái file này, cái file CS project á, mọi người sẽ thấy là một cái package nó đã được add vào trong đây. Rồi. Rồi. Rồi cái tiếp theo là mình sẽ install, đó chính là cái này. Cái package này. Mình sẽ đi vào view comment palette NuGet package manager. Rồi. Enter cái này. Rồi 7.0.8 luôn. Đó. Một cái version mới rồi mình restore nó. Là xong cái phần install package để mà mình làm việc với database. Rồi. Bước thứ ba là mình sẽ tạo một cái connection string, viết một cái connection string ở trong cái file app setting JSON. Thì mình sẽ đi vào cái app setting JSON này. Mình sẽ bỏ thêm một cái field là nó có sẵn cho mình luôn nè, là connection string. À, và nó kêu là để mà lấy được cái connection string này thì mình cần phải access vào trong cái thằng configuration get connection string. Thì hôm nay tôi sẽ show cho mọi người là làm sao để mình access vào. Thì cái này là không, cái này là ấy. Ok. Thì cái connection string này thì tôi sẽ đặt cho nó với một cái key là ví dụ như là đi .NET project DB .NET project DB và cái connection string sẽ là cái này. Cái này sửa lại nha, không hẳn là chính xác là cái này. Sẽ sửa lại là cái server á. Thì server này là, làm sao để mọi người biết cái server là gì? Tùy nha. Để Tiên tắt cái này đi đã. Thì mọi người đi vào SQL Server nè. Cái chỗ manage. Khi sau khi mọi người nếu mà mọi người install đúng như vậy thì mình sẽ có access vào trong cái app này. Thì access vào trong cái app này thì khi nó mở lên á thì nó sẽ hiện lên đi. Đây, nó sẽ hiện lên cái này. Thì nó sẽ ghi cái server name là localhost. Thì của Tiên là localhost, nhưng mà có thể là của mọi người sẽ là cái tên của cái device của mọi người là nó sẽ khác nữa. Ví dụ như là cái này đi laptop 990 hay gì đó nữa nè. Đó, của Tiên là nó là localhost. Rồi. Thì mình sẽ là để là localhost. Và cái database đó, thì Tiên để là ví dụ như là .NET project DB ha. .NET Project DB. Thì hiện tại trong cái database của Tiên là nó không có cái này. Thì bây giờ mình sẽ tạo nó.
Rồi ngoài ra là mình cũng sẽ add thêm hai cái này, thì tại vì tìm thấy trên mạng á, thì người ta add cái này và nó work nên là tìm add vào. Integrated security là true và trust. Integrated security hình như là sử dụng security từ cái window của mình á, là mọi người đó. Rồi trust server certificate là true đó. Rồi bước tiếp theo sẽ là tiếp tục nha. Bước tiếp theo sẽ là mình sẽ tạo một cái app DB context. Context là tiếng Việt, tiếng Anh là gì ta? Context là cái họ dịch ra thử đi. Context tiếng Anh là gì đây? Context thì em cũng biết tiếng Việt là ghi Ừ, ra ý nhưng là mà hiểu là nhưng mà không biết tiếng Việt nó là gì. Bối cảnh nó phải là gì ta? không phải thôi thì thôi mình Đúng dùng rồi, tâm bối trạng điều cảnh kiện định nghĩa. Bối cảnh định nghĩa thì nó sẽ cho mình cái bối cảnh về cái database của mình. Thì sẽ tạo cái sẽ tạo cái một cái folder tên là hay là database hay là data, mà nếu bạn để database database cũng được. Rồi mình sẽ tạo ra một cái class cho cái DB app DB context. Thì cái class, thì nếu mà mọi người install cái mấy cái extension mà bữa tiền kêu mọi người install, thì nó sẽ có một cái, khi mọi người right click vào cái folder này thì nó sẽ có hiện lên cái new C# này nè đó. New C# và mình sẽ bấm vào class, rồi mình sẽ tạo một cái class gọi là app db context. Rồi app db context này á, mình sẽ configure nó là mình sẽ cho nó là inherit từ một cái class db context. Cái class DB context này nó sẽ đến từ cái Entity Framework Core mà mình mới install này nè. Đó, nó đến từ cái Entity Framework Core này. Rồi, thì mình sẽ có một cái constructor. Mình sẽ có một cái constructor là public app DB context. Rồi, rồi constructor rồi, ok rồi. Rồi và tiếp theo là mình sẽ có một cái option, trong cái khi mình tạo constructor thì mình sẽ có cái database text option này pass vô trong cái base của mình, db context option, db context option base ha, cái base pass ở trong cái base này. Đó. Rồi à, để coi thử. Rồi tiếp tục. Rồi sau đó mình sẽ add cái database context này giống như là một cái service vào trong cái file program.cs. Thì cái file program.cs này là cái gì đây? Thì mỗi khi mà cái app của mọi người nó được bắt đầu run á, thì nó sẽ run, nó sẽ bắt đầu tại cái app program.cs này. Nó sẽ nó là nó set up cái application của mình. Ví dụ như là mọi người host nó ban đầu, mọi người host nó ở đâu đó đi, thì khi mà nó run thì nó sẽ run cái file này trước. Ví dụ nó sẽ add controller nè. Nó add, ví dụ nó là thực hiện những cái bước nhà, như là add endpoint gì đó nè, build nè, rồi use HTTP redirection nè, use authorization nè, map controller nè. Rồi nó bắt đầu nó mới run cái app của mình. Nó mới run hết, nó mới tạo hết tất cả các class rồi rồi thì mà nó run. Thì bây giờ là ở trong đây á, thì mình muốn á, là mình sẽ add cái database context giống như là một cái service ở trong đây. Mình add DB context. Đúng không? Thì builder mình sẽ gọi services và mình sẽ add DB context. Và cái DB context này á là nó được define ở trong cái app DB context class mà hồi nãy mình mới tạo. Mình sẽ specify luôn. Đó. Rồi, DB context này chính là cái này nè. Use SQL Server. Hay là set option à, để coi thử, không nhớ là cái method là cái gì.
À, SQL Server hả ta? SQL Server. Không, rồi, hiểu luôn. FTP Context thì nó sẽ nhận, để coi thử, nó nhận option thì phải. Option ở trong đây, cái option mình sẽ configure là USQL server. Rồi, USQL server. Thì cái hồi nãy á, mọi người sẽ thấy là nó bị error tại vì mình không có import. Thì nếu mà mọi người bấm control xong rồi dấu chấm á thì nó sẽ hiện lên cái gợi ý này, mà mình bấm vào đây thì nó sẽ import cái library mà mình cần dùng. Cái USQL server này nó sẽ nhận một cái connection string. Đây, connection string ở đây. Thì mình sẽ tạo ra một cái variable để store cái connection string. Rồi, và mình sẽ pass vào trong đây. Rồi. Cái connection string này á, mọi người có thể lấy nó từ, thì cái builder này nó có access vào trong cái configuration. Configuration đây á, nó chính là cái app setting này nè. Thì mình configuration này mình có thể access vào get connection string. Đó. Và mình pass vào cái key chính là cái này. Key chính là cái này. Thì nó sẽ tự động lấy connection string ở trong cái app setting này. Và khi mà có connection string rồi thì nó có thể biết là cái thằng database nào nó muốn connect vào, và nó có thể connect thì nó đó thì cái này là mình đang set up connection đó. Connection thì hay là năm đúng không? À không, chị có nói tiếng với chị Lâm ao đậu chạy đó. Mới mua cái Samsung ta cái tab S9 của Samsung. Tablet đó hả? Chào. Chào vậy. Wow. Tùy Tablet là nó giống iPad mà đúng không? Hay sao ra? luôn nhưng mà của thằng Samsung có kìa, là nó sẽ thiên hướng Là khác chiều cái tên gọi á bà. bộ Kiểu như bài là hệ Android là sẽ gọi là tablet, còn cái của Apple thì mới gọi là iPad thôi. tại vì iPad Vậy cái vậy thì nói lại nghe coi. với lại á là mua cái tập này của thằng Samsung đi nghe, nó được tặng cái bút, còn mua cái đấy không được tặng, mua iPad đâu được Apple tặng. Apple là mua thêm cây bút mấy triệu. Đúng rồi, 3 triệu $100, tại vì em cũng chỉ mua. à, giàu 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 Mà mọi người biết không, cái cây bút đó là nó bằng một nửa số tiền của cái iPad, hơn nửa số tiền của cái iPad đó. Ủa mua iPad thì mà mua cái bút 3 triệu. Hả, sao em? iPad thì mà cái bút 3 triệu. 3 triệu là như là bút Gen 2 á. Đúng rồi, em chị nó mua, nói chung là nó mua trên chính cái app iPad hình trên trên chính phải. À, Gen 9 là cái bút Gen 1. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung mình đắt. Trên chính á, nó mua trên chính, nó chỉ mua trên chính á. Đây là mua cái bút trên một đúng rồi. Rồi. Ghê. Wow, ghê. Trời, Chị em nhà đi giàu em chị không phải chị, em chị chứ không phải chị. ghê. Chị em nhà đi giàu ghê. Trời, giàu là chị không có để như vậy đâu em. Rồi, tiếp tiếp nha mọi người. À, đợi chị Lâm vô luôn nè. Lâm vô chưa? Lâm ra hả? Đợi Lâm vô. Trời ơi, chị nghèo lắm. Trời ơi, nghèo, Chị nghèo. đang đợi thẻ, kiểu đó, đã mòn mỏi đợi mà đau tim luôn á. Ủa mà có cái thẻ nó được đi làm hả? Đúng rồi em, tại
đến thuế đồ thì phải có cái thẻ đó, nó cho đi làm như là rồi mà đầu tiên luôn. Ok, của em 55. Năm qua rồi, ok. Tiếp tục nha mọi người. Rồi, sau khi thì cái này là mình đã cho cái đó nếu mình biết á là mình có một cái database context này thì nó sẽ tạo khi mà stop á, during stop á thì nó sẽ tạo một cái instance ha. Nó sẽ tạo một cái instance cho cái class này và đồng thời nó sẽ connect vô trong cái database của mình dựa vào cái connection string này. Rồi. Tiếp tục là bước tiếp theo đó chính là mình sẽ tạo ra một cái này là mình sẽ tạo một cái override method tên là onModel creating thì mọi người sẽ biết nó khi mà sau này lát nữa thì sẽ nói là cái công dụng của nó là gì ha thì nó là một cái override method thì nó override với một cái method nằm ở trong cái database context này để có thử search thử có thử là onModel creating đây nó sẽ là mình sẽ override cái method này thì onModel creating đó mình sẽ override cái method này rồi tiếp theo là mình sẽ tạo entity thì entity ở đây á thì nó là nó chính là đại diện cho cái table của Tuyền là ví dụ như table user này ha thì nó là một cái entity không phải một entity nữa à nó tương đương với một cái entity một cái table này nó tương đương với một entity thì mình sẽ tạo ra một cái class cho cái entity này thì đầu tiên thì Tuyền sẽ tạo một cái folder ở trong cái database folder này mình sẽ tạo nó và mình đặt tên cho nó là entities và bên trong entities này mình sẽ tạo một cái class tên là user dot cs rồi cái user dot cs này thì mình sẽ bỏ những cái field vào trong đây ha, bỏ những cái field vào trong đây thì user này thì nó sẽ có năm cái field này thì bây giờ mình sẽ bỏ cái field này vào trong đây thì đầu tiên là string nè identifier nè rồi full name nè tiếp tục là total balance nè rồi tiếp tục là total saving for good rồi tiếp tục là total donation rồi rồi sau khi mình có được cái nói chung là cái class này nó sẽ tương đương với table user và những cái field này nó sẽ tương đương với những cái column ở trong cái user table bước tiếp theo là mình sẽ create một cái DB set ở trong app DB context đây app DB context thì mình sẽ add một cái field cái type sẽ là DB set với cái generic type là user user thì nó sẽ không user mình phải import cái namespace này rồi user thì cái user này á nó sẽ tương đương với cái table à, cái user này nó sẽ tương đương với cái table user à, rồi sau đó là mình sẽ set up primary key thì nhìn vào trong đây thì mình thấy là primary key sẽ là identifier đúng không identifier thì mình sẽ vào ở trong cái user file và mình sẽ sử dụng một cái gọi là data annotation để mình add cái primary key
Thì ở trên đầu của cái class á, mình sẽ dùng cái này, primary key. Thì nó không hiểu đúng không? Thì bây giờ mình lại là control, dấu chấm. Và nó sẽ hiện lên cái này và mình bấm vào đây để mà import cái entity framework này. Primary key thì mình mở ngoặc ra và mình sẽ specify cái column mà mình muốn nó là cái primary key. Thì giả sử như cái ở đây á, thì mình chỉ có một column thôi, nhưng mà giả sử như cái primary key của mình bao gồm nhiều column thì mình gọi nó là composite key. Thì mình sẽ cứ bỏ thêm thôi, bỏ thêm vào như một cái list vậy thôi. Mà bây giờ là cái này chỉ có một column thôi nên mình sẽ để như vậy. Rồi, sau khi add primary key thì mình sẽ set up require là column nào sẽ có bắt buộc phải có. Thì tất cả những cái column này thì muốn bắt buộc phải có. Nhưng mà cái entity framework core thì nó define là đối với string á thì đối với những cái object á như thế này á thì mọi người phải bỏ cái annotation require thì nó mới hiểu là require. Nhưng mà những cái là primitive data type, mọi người có nghe cái cụm primitive data type chưa? Primitive data type ví dụ như là int nè, float nè, boolean nè, thì những cái này đồng nghĩa với việc là require. Optional khi mọi người bỏ dấu chấm hỏi vô. Optional khi mọi người bỏ dấu chấm hỏi vô. Còn không thì nó là require. Nó chỉ là một số cái rule thôi. Còn cái string này á thì ban đầu nó sẽ là optional, mọi người sẽ thấy là, nhưng mà tại vì á thì không thích cái, thì không thích cái này nè, cái giờ đường này nè, nên tiền bỏ cái này vô. Nhưng mà bỏ cái này vô rồi á thì muốn cho nó require á thì tiền phải bỏ cái annotation này là require. Rồi, tiếp tục là mình set up data type. Data type thì tiền sẽ set up cái data type của những cái column trong cái user table này. Thì tiền sẽ đi vào bên trong cái database context ha, database context. Và tiền sẽ đi vào cái R model creating này. Your call end in 10 minutes. 10 phút nữa. Okay. Hay là mình nghĩ. Ủa, đang ban đầu không la dùng cái mic của tôi cho nó khỏi điện ảnh. Trời. Thôi con. Nó gửi lại mình cái sau đi. Đang vô vào cái gì okay, được. Ok, nó mà rỡ lên. Cái là do bữa nay thì những mic gì đó. Còn chị là chị dùng cái mail Edu để chị lập Google Meet cho nên nó không có bị. Ok. Ừ. Rồi, có chị để ghi lại cái link nó luôn. Mô. Ủa, ok. Thế thôi. Thôi mình, để mình tạo cái. Hay là mình ra đi xong rồi Lâm gửi lại cái nick, cái link. Dạ ra luôn. Ừ. Cái link nào, ok, cái này cũng được. Để em tạo cái nè, để em tạo cái lại đây. Thôi khỏi đi, khỏi tạo đi nữa, tạo rồi, tạo lắm. Ngại đi nữa chắc. Ngại đồ rứt. Vậy mình ra ha, xong rồi Lâm gửi okay, đây, bà. Tiền. Ừ, cảm ơn Lâm.
Ê chị Lâm, em không biết chị đang mua bằng cái device gì nha, nhưng mà em thấy cái mic nó hơi ồ á. Dạ là nó hơi bị ồm ồm á. Ồm là do cái quạt thôi. Chị tắt cái quạt coi thử. Ủa chị đâu có nghe ồ gì đâu. Hay là do máy của chị ta? Máy nghe gì không? Nó không có được, đúng rồi, đúng rồi. Nó không có được rõ, đấy là tiền nghe rõ không? Đó, tiền nghe rõ, mọi người nghe rõ không? Tiền nghe rõ là tức là do máy của em đó chị. Cái tiền đó đúng không? Ok, thôi Kiệt tự lo nha Kiệt. Giỡn á. Cảm ơn cho em đó. Thôi bắt đầu tiếng nha mọi người. 11 giờ tiếng phải đi. Ok. Rồi, thì tiếp tục là mình sẽ configure cái type của những cái column trong cái table của mình. Thì đầu tiên là mình sẽ access vào trong mình sẽ access vào trong cái model builder này nè. Model builder. Và mình sẽ specify cái entity mà mình muốn configure, chính là cái user. Và cái user này thì mình muốn access vào trong cái property. Là cái property là gì đây? Cái này nó sẽ là một cái quay màn hình lại chưa? Có tôi có quay. Có quay nha. Nhưng mà chưa xe. Ủa chưa xe hả? Cái gì xe? Chưa xe hả? Một lần chưa mới tình mới. Đây, đi xe. Mấy chị có thật sự ổn không ạ? À? Ổn rồi hả? Em kiểu máy tính như vậy, chị không thấy ổn rồi. Quá bị sợ. Rồi, đây, mọi người thấy là model, thì sẽ dùng cái model builder này. Và thì sẽ specify cái entity mà tiền muốn configure là user. Sau đó là tiền muốn access vào trong cái property là identifier. Và tiền muốn set cái column type thì tiền sẽ dùng cái method là has column type và column type sẽ là var character 10. Thì mọi người học database mọi người biết là var character 10 là có nghĩa là string variable length, nhưng mà cái length maximum á là chỉ có 10 character thôi. Thì đây rồi, thì bây giờ mình làm tương tự với những cái column khác, tương tự những column khác, copy paste cho nó nhanh. Thì user và column name là full name, cái này là var character là 50. Thì cái việc setup này nó cũng quan trọng á, nghĩa là mình phải identify được là cái maximum để khi mà mình configure thì mình không có sử dụng nhiều quá. Tại vì nếu mà mình không có configure cái length này á thì nó sẽ theo default thì nó sẽ là dùng maximum luôn của cái time này luôn, thì nó sẽ tốn storage nhiều hơn để mà allocate cho một cái giá trị. Thì mình sẽ strict ở chỗ này hơn. Rồi ví dụ như là cái này thì mình sẽ dùng là money. Ba cái này thì đều là money. Cái type này mọi người có thể search ở trên mạng á, thì nó sẽ có documentation là SQL Server thì có những cái data type gì á. Total balance money. Rồi. Xong cái configure này thì mình sẽ bước tiếp theo là mình sẽ set up index ha. Set up index thì một cái table thì có thể có nhiều index, và mỗi index thì có thể là một index thì có thể là một column hoặc là nhiều column. Thì bây giờ cái index mà mình có trong cái table này á chính là cái thằng primary key user identifier á. Thì mình sẽ
refer vô cái entity user này và mình sẽ kêu là ta muốn cái index là index là user identifier. Identifier. Giả sử như là cái table của mình nó có một cái index mà cái index đó là bao gồm hai cái column chẳng hạn, thì mình sẽ sử dụng một cái gọi là anonymous object, gọi là một cái object của một cái anonymous type như vậy nè. Rồi mình sẽ để là ví dụ như là identifier rồi full name chẳng hạn. Đó. Thì đây là một cái index của một cái composite không, của hai cái column đi. Vậy thôi. Mà mình không có cái này. Rồi, tiếp theo sẽ là relationship và foreign key. Thì bây giờ mình sẽ establish cái relationship. Thôi, chưa có relationship, trong cái table này không có relationship. Thì chắc là mình sẽ làm thêm một table nữa, một cái ví dụ về một cái table nữa và mình sẽ kết thúc. Thì cái table tiếp theo sẽ là expenses. Thì tương tự với table vừa rồi, thì bước đầu tiên thì mình sẽ tạo ra một cái class ở trong cái entity này. Expenses.cs. Và mình sẽ có cái column này. User identifier, rồi category, category, rồi month, year, span, limit. Rồi, thì đó, span limit, như là có ai đúng không? Phải bị bớt mạng. Rồi, xong cái expense này, bước tiếp theo là mình sẽ bỏ những... Thì muốn là tất cả những column này đều bắt buộc phải có giá trị. Thì mình sẽ là require. Rồi. Và mình sẽ specify cái key. Primary key. Dùng data annotation. Thì primary key của bốn thằng này. Primary key của cái table này chính là bốn cái column này. Bốn column này nó sẽ tạo nên cái primary key, có nghĩa là nó sẽ uniquely identify mỗi cái row ở trong cái table này. Thì mình sẽ define như thế này: user identifier phẩy name of category phẩy name of month phẩy month và name of year. Xong. Rồi. Đây là primary key. Bước tiếp theo là mình chưa có add cái db set cho cái expense, thì mình sẽ add cái db set cho cái expense. Nó là table nên là nó sẽ là số nhiều expenses. Rồi. Rồi, sau đó là mình sẽ configure cái type cho mỗi cái column. Này là user nè. Cái này là expenses nè. Thì model builder dot entity
expense, rồi property. Property là expense thì property là gì? Là user identifier. Hash column type. Hash column type thì sẽ là var character thing. Đó. Rồi tương tự với những cái column khác luôn, mình sẽ những column khác là span limit, category và character in low. Rồi months thì nó là tiny integer. Year, span và limit sẽ là small integer. Year, small integer. Span và limit small integer. Rồi. Rồi, xong cái type thì mình sẽ define cái index. Thì thường primary key thì mình sẽ phải có index. Tại sao primary key là sẽ phải có index? Tại vì là khi mà mọi người tạo một cái record á, mọi người add một cái row á, vô trong cái table, thì cái việc đầu tiên nó sẽ làm, nó sẽ check coi thử là cái những cái thằng column mà nó cấu nên cái primary key á, nó có unique hay không. Có nghĩa là nó sẽ search cái table để nó tìm thử là cái key này nó đã tồn tại hay chưa, đúng không? Và khi search mà nếu mà mình không dùng index á, thì nó sẽ chậm, thì nó sẽ bị làm cho cái việc mà mình tạo cái record đó nó sẽ chậm. Nên là thường á là mình sẽ index cái primary key. Index expand. Cái này là mình sẽ tạo một cái gọi là anonymous object, và cái field sẽ là cái composite primary key, user identifier này, category này, rồi month và year này. Xong cái index. Tiếp theo là mình sẽ identify cái relationship, mình sẽ set up cái relationship. Thì trong cái table này á, mình sẽ thấy là cái table expand này có cái column này, nó có cái foreign key là user identifier, và nó đang refer to cái user table này. Thì mình sẽ có là relationship giữa, mình có ba loại relationship ha. Mình có ba loại relationship là one to one, đúng không? One to one đi. One to many và many to many. Trường hợp giữa user và expense á, một user thì có thể có nhiều cái expense record, và một expense record thì chỉ refer cho một user thôi, nên là nó sẽ là one too many, đúng không? One too many. Relationship giữa hai thằng này sẽ là one too many. One user thì có multiple expense. Thì mình sẽ ghi là entity nè. Bắt đầu với cái user trước đi. Bắt đầu bởi cái nào cũng được, trước cũng được. Nếu mà bắt đầu trước bởi user á, thì bây giờ mình sẽ có là has many. Mình sẽ specify là has many. Thì mình muốn là has many expense. Expense thì with one user. Đó. Và foreign key của mình là cái gì? Cái foreign key
thì nó sẽ là cái expand object, đúng không? Cái E này sẽ là expand object nè, và nó sẽ là user identifier column, sẽ là cái foreign key. Giả sử như mà mọi người muốn bắt đầu bởi bắt đầu với cái entity expands đi, entity expands, thì entity expands này nó sẽ có has one user, đúng không? Nó sẽ associate với chỉ có một user thôi, mà một user thì with many. Đó, nó sẽ chỉ là ngược lại thôi, và mọi người cũng sẽ specify cái foreign key luôn là e dot user identifier. Theo cách nào cũng được hết ha, chọn một cách rồi là xong cái relationship. Rồi thì ở nước bước này là mình đã tạo được hai cái table. Thì bài tập của mọi người sẽ là tạo, nếu mà mọi người có thời gian thì tạo hết năm cái table này cho quen ha. Rồi sau khi tạo table á thì mình sẽ cái bước cuối cùng là mình sẽ tạo một cái migration folder. Rồi tạo migration folder thì để mình close này lại. Thì mình sẽ dùng cái command là .net migration add, và mình đặt tên cho cái migration này là initialdb. Rồi enter thiếu .net ef .net ef migration add, thì bắt đầu nó build. Nó sẽ dựa vào cái app DB context này và nó sẽ build cho mình một cái file. Mọi người sẽ thấy là trong cái file này á, nó sẽ tạo một cái folder migration, và trong migration nó sẽ có một cái file này. Mọi người sẽ thấy là đây là những cái code trên .NET để tạo table. Nó bao gồm những cái mà mình đã configure nè, ví dụ như là không được null nè, rồi type data type nè, rồi primary key là gì nè, foreign key là gì nè, rồi index là gì nè, là những cái mà mình đã định nghĩa. Thì nó sẽ nhìn vào cái file này của mình, cái file appdb context này nè, nó sẽ nhìn vào những cái table mà mình có nè, và nó sẽ nhìn vào cái on model creating này nè, đó, để nó set up, và nó cũng sẽ nhìn vào những cái class này luôn để nó set up cái primary key nè, rồi cái column nè, rồi require nè, đó, và nó sẽ tạo ra cái file này. Thì cái file này á, file này mình sẽ dùng nó để mình tạo cái database. Thì tạo database bằng cách nào đây? Mình sẽ dùng cái command .net ef database update. Thì nó sẽ connect vô trong cái data nó sẽ connect vào trong cái database của mình. Đây. Nó sẽ connect vô trong đây. Và nó sẽ tạo ra một cái, đây mọi người sẽ thấy là có một cái mới tạo ra nè. Nó sẽ tạo ra cái database này, bao gồm những cái table mà mình mới định nghĩa là hai cái table này, hai cái table expand và user. Đó. Đó, vậy thôi. Rồi, là mình đã tạo được cái database đó. Và cái database này cái .NET của mình sẽ có thể connect với cái database này và lấy data. Đó, thì đó là xong cái phần setup database. Rồi xong rồi đó mọi người. Thì tôi sẽ tôi có share với mọi người cái trên Slack, thì có trên Slack Slack thì có cái một cái channel mới mà tôi mới tạo .NET và backend. Rồi đây, vô đây. Thì có cái file Notion á, là nó có chứa mấy cái bước này nè. Mọi người vô đây và mọi người coi, và tiền cũng sẽ up cái video này lên YouTube để mọi người